Cụ Song Tu xin mến chào cô chú và anh chị. Rất mong được cô chú và anh chị ủng hộ đăng ký kênh cũng như chia sẻ cho nhiều người được biết. Hôm nay xin chia sẻ với cô chú và anh chị câu chuyện Nghệ sĩ hết thời của chú. Tôi, một cô gái quê mùa xóm đảo lên thành phố. Tôi đam mê ca hát, rời bỏ gia đình để theo cái nghiệp này trên thành phố. Mãi sau này tôi mới biết đó là nghiệp chướng. Tôi một nghệ sĩ hết thời. Khi còn là một ca sĩ còn thời, tôi hay ra tiền bệt nghĩ. Bạn biết đó, tôi bán sức lực, bán giọng ca, thậm chí là bán cả thân nữa, để chỉ mong có được cái danh tiếng hão huyền. Tôi trước kia là cô gái trẻ xinh hay hát đáp ca trong nhà thờ, với chất vọng vang khỏe, sở hữu làn hơi tốt. Tôi sớm được giao trọng trách solo trong những thánh lễ trọng nhất, lớn nhất. Tôi hạnh phúc với những lời khen ngợi, mặc xác những con mắt đố kỵ, những câu nói dè bỉu ngứa tai. Tôi ngạo mạn và thô lỗ lắm các bạn ạ. Thế nhưng tôi lại bén lén không tưởng với ánh mắt của ông thầy trẻ mới về xứ. Mỗi khi thầy tập hát, tôi mơ tưởng là thầy đang hướng về phía tôi, và có lẽ trực giác ấy là đúng. Tim tôi đập thình thịch, loạn nhịp nữa. Tôi tự vấn, mình thích thầy chăng? Và rồi tự đáp, thầy cũng là người mà, có sao đâu. Có vẻ thầy bắt đầu né tránh tôi hơn trước. Nhưng như thế tôi càng xác quyết rõ hơn, thầy thích tôi và sợ cảm giác yêu tôi. Tôi chẳng muốn giấu tình cảm của mình, dù chỉ là sự rung động đầu đời. Cái lần mà giáo sư tổ chức cắm trại hè, tôi bị lạc trong rừng khi đang chơi trò chơi lớn. Tôi sợ lắm, kinh khủng luôn. Trời choạng vạng, một mình tôi chạy trạng. Tiếng rú của những con thú rừng làm tôi càng mất phương hướng. Tôi va vào tảng đá lớn và chật chân. Tôi không thể nào đi được nữa, chỉ biết ngồi đó gào như một đứa trẻ thất lạc mẹ. Khi lời hồi đáp là chính tiếng vọng của mình, tôi tuyệt vọng và khóc. Rồi hàng loạt câu giá như tôi cố nhịn tiểu tiện trong lúc đang đi chơi thì sẽ không phải như thế này. Hoặc giá như tôi bớt kiêu ngạo đi và dặn mọi người chờ tôi trong lúc đi tiểu tiện thì đâu có ra nỗi này phải không? Vì lúc đó tôi nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ mà. Đang dở những trang nhật ký, đọc về hồi ức, nhớ lại và tủm tỉm cười. Cái lan vào vai tôi, má lại tưởng nhớ cảnh cái thời oanh tạc ngày xưa chứ gì. Lan nháy mắt với tôi và nhở miệng, biết hết mà, tao đi guốc trong bụng người ta mà. Giỏi. Tôi cố trêu và kéo dài từ giỏi thay vì giỏi cho đúng chính tả. Ha ha, má lúc nào cũng chả nhắc cho tôi nghe, nghe riết rồi thuộc lòng luôn các bạn ạ. Hai đứa nhìn nhau và cười hả hê. Đôi lúc thật vui khi chúng tôi cùng tưng tửng và nói chuyện không đâu vào đâu để rồi cười ha hả ôm ra rạ luôn các bạn ạ. Thế mày muốn biết cái này có ý nghĩa gì với tao không? Tôi cầm chiếc còi huyết màu đen dơ lên, thách thức. Dẹp đi, bao nhiêu lần rồi, toàn là dụ tao không? Bỏ hũ cất luôn đi mắt. Tôi nhiều lúc cũng muốn kể cho nó nghe lắm, nhưng nghĩ lại kể ra thấy xấu hổ. Tuy với con bạn thân thì chả sợ tai tiếng những, nhưng cũng ngại chết đi được. Ai lại đi rao? Tôi đang giữ kỷ vật của thầy tu, loạn quá rồi. Thực ra khi đang tuyệt vọng, bỗng chốc tôi nghe tiếng còi vang lên thật gần. Đó là tiếng còi trưởng đoàn của thầy đây mà. Thế là tôi như chim tiếp sức, dùng hết sức lực hót thật vang để gây sự chú ý. Cuối cùng anh đã tìm thấy em. Anh rất lo, không để thầy nói câu hết câu. Tôi vụt mặt vào lòng thầy mà ra rỉ khóc thôi mà.
Tôi mừng rỡ nhưng vẫn không thể nào quên đi cái cảm giác kinh khủng khi ở một mình giữa nơi hoang vu như thế này. Thầy xoa đầu tôi và nhẹ nhàng bảo, thôi không sao đâu, mọi chuyện đã ổn rồi, tạ ơn Chúa. Em xin lỗi thầy. Thôi hãy tạ ơn Chúa thay vì nói lời xin lỗi đi em. Vâng ạ, tạ ơn Chúa. Thầy cõng tôi trên lưng, hai tay tôi vòng qua cổ thầy bám chặt lấy thầy, vì sợ giả như ai đó phía sau lưng đập vào một cái, có mà chết. Thầy nói, em lấy chiếc còi trên cổ anh và thổi 6 tiếng nhé, đó là tín hiệu để người khác biết em đã được cứu và an toàn, để họ quay trở lại trại. Em thích thầy, cảm ơn thầy. Câu nói vô duyên của tôi chả đâu vào đâu cả, làm thầy nín thinh. Tôi không biết má tôi có ửng hồng như những cuốn truyện mà tôi đọc hay không, nhưng đúng là tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực vậy các bạn ạ. Em không muốn hối hận khi không thổ lộ, nhưng em sẽ lên thành phố để học làm ca sĩ. Thầy cũng im lặng và chẳng nói gì, một mình tôi solo. Em sẽ rời vùng này, rời xa thầy, bà con cũng không còn nữa. Em cũng sẽ ra đi để thực hiện ước mơ của mình. Thầy tặng em chiếc còi này để làm kỷ niệm nhé. Thỉnh thoảng ở đâu đó em sẽ thổi 6 tiếng để muốn nói với thầy rằng em vẫn ổn. Thôi em cứ giữ nó đi. Tôi không hy vọng thầy sẽ giữ tôi lại, và tôi cũng không mong như thế, vì tôi không muốn bị ràng buộc bởi chuyện tình cảm. Dù sao giấc mơ của tôi vẫn là thứ tôi khao khát cháy bỏng hơn. Ngày tôi nói lời tạm biệt thầy, thầy có đưa cho tôi một ít tiền và bảo, em giữ lấy tiền này, lên thành phố mà dùng, trên đó bao nhiêu thứ đều phải mua bằng tiền cả, không phải như ở quê đâu. Anh chỉ tích cóp được bấy nhiêu thôi, nhớ cẩn thận nhé, nhiều cả bấy lắm đấy. Nhớ chăm chỉ đi lễ và cầu nguyện, xin Chúa giữ gìn em nhé. Tôi không muốn nhận, nhưng thầy cứ nhét vào túi tôi. Tôi ngại lắm vì tôi biết đợi hè rồi thầy về nhà. Tôi nghĩ đây là số tiền thầy xin ba má mình, chứ thầy bà thì tiền đâu mà tích góp riêng tư. Nếu có thì đã giao cho cha bề trên giữ giùm. Tôi chẳng cầm được nước mắt, liền ôm lấy thầy, hôn lên má. Mắt tôi mở lệ, nhìn đôi mắt đượm buồn của thầy, lòng tôi cũng xót lắm. Đôi mắt ấy như muốn níu giữ lại tôi, và cũng muốn nhắn với tôi rằng, em hãy đi và thực hiện lý tưởng sống của mình nhé, đợi ngày vinh quang. Tôi chưa bao giờ hối hận về những gì mình làm, nhưng có lẽ lần đó là lần duy nhất tôi do dự. Tôi ra đi mà lòng lại hướng về. Đôi lúc tôi không còn cái khao khát cháy bỏng là được thực hiện ước mơ của mình nữa. Chỉ là đôi khi như thế thôi. Mãi đến sau này khi công danh thành tọa, tôi có trở về là do la tin tức về thầy. Vỡ lẽ thầy đã bị trục xuất vì yêu đương với tôi, lẽ nào là vì cái hôn ấy sao? Là do tôi sao? Chẳng còn ai biết thầy đang ở đâu và đi đâu, về đâu. Tôi vội tìm kiếm từ nhiều người nguồn tin khác nhau, nhưng cũng vô dụng cả. Thầy biệt tích. Tôi đặt chiếc còi ấy vào chiếc hộp đặc biệt, như khoảng không gian riêng tư quý giá. Có bạn lại nói vọng ra khi đang nấp bấp, khiến tôi giật mình lần thứ hai. Ôi, bà Hoàng của tôi ơi, xếp có mấy cái đồng hồ nhanh đi, ngồi ngắm nghía cả tiếng đồng hồ. Tranh thủ mau lên, ăn cơm rồi, xe đến kìa, chất đồ đi ngay. Rồi bà Hoàng xong ngay đây. Tôi vội xếp gọn vào trong vali vào bếp và để cùng cô bạn làm cho nhanh. Chúng tôi định chuyển nơi ở mới để tiện cho những buổi thiện nguyện, địa điểm dừng chân tại trại Phong Quy Hòa, nơi mang đến cho chúng tôi những ký ức đẹp về những ngày ninh thao tuyệt vời. Tôi nhặt rau để luộc, còn cái lan đang kho chảo cá bông được anh hàng xóm từ quê đem lên, mùi thì thơm phức. Nhớ cái mùi này lắm các bạn ạ, mùi cá bông mà tôi thường được bà kho cho ăn mỗi khi hai bà cháu ra đồng. Ngon một cách kỳ lạ, cứ chiều sẩm bóng, hai bà cháu lại cầm giỏ, cầm đơm ra đồng, đi ven theo mấy con mương, nen nổi trong mọi ngóc ngách,
khi thì được cả rầu cá, lúc lại được dăm ba con cua, thiếu thốn lắm nhưng bình yên vô cùng. Tôi nhớ hương vị đậm mặn lòng của quê hương nghèo, nhà tôi cũng nghèo, để nấu món mắm cua bà phải qua nhà cạnh dã nhờ, xong đem về vắt lấy nước nấu thành mắm cua. Tôi thèm năm món mắm cua chan cơm ăn thì ngon, không biết diễn tả ra sao các bạn ạ. Thỉnh thoảng ở thành phố tôi cũng muốn tìm lại cái hương vị ngày ấy, từ những nhà hàng hạng thường cho đến hạng sang, không đâu bằng mùi vị cua đồng ngọt ngon thơm. Tôi không biết là do vị giác của tôi đã quen với những món do bà nấu, hay do tôi mất cảm giác sau khi bà tôi mất. Nghĩ mà thương người bà, nghẹn ngào, tôi là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ mà. Tôi sống với bà, chỉ một mình bà thôi. Tôi theo người đàn bà khác từ khi mẹ lên năm, còn ba tôi thì lớn lên trong trại mồ côi. Tôi sinh ra mỗi má, lo cho má lấy chồng xong, tưởng là được an thân tuổi già. Thế là má mất, lại càng đáng thêm cả phần tôi nữa. Bà cháu tôi nương nhau mà sống lây đất qua ngày. Mỗi ngày như thế, bà còng lưng đi bán rổ đậu phộng, hái về từ đám đất sau nhà. Bán được ít mà bị lừa thì nhiều, bà cũng cho qua mà chẳng làm lớn chuyện gì cả. Chỉ cần Chúa biết, Chúa sẽ ban cho ơn các. Bà tin như thế. Có lần tôi đi học về, tôi thấy bà ghé vào mấy quán nhậu đầu ngõ, mấy tên thanh niên vờ mua rồi quỵt tiền bảo nợ mai đến lấy. Nhìn một bà cụ với giọng điệu van lại yếu ớt, làm nũng nắng mưa mà bị lừa lọc như thế, lòng tôi đắng lắm. Tôi tự hứa với bản thân sẽ luôn ngẩng cao đầu, sẽ làm thật nhiều tiền để cho bà được cuộc sống sung túc. Thế là mắt tôi trừng trừng lao vào quán nhậu, la hét đòi tiền. Bọn chúng còn giơ đôi bàn tay bẩn thỉu mà vào mặt tôi. Bà tôi liền lao vào ngăn cản, chúng đẩy bà tôi ra và đập đầu vào cạnh bàn bất tỉnh. Trên đường đưa đến bệnh viện, bà tôi mất. Tôi lại một lần nữa mồ côi các bạn ạ. Tôi sụt sùi, cá đã chín, cái lan đang gấp bỏ vào đĩa, không biết hiểu vì sao nước mắt cứ tuôn trào ra mãi. Tôi như bà ra giết, hay nghĩ hầm hưu cho cuộc đời cô đơn của tôi đây. Ôi thơm quá, người mùi cá này là muốn ăn ngay rồi. Mày có dã hành chưa, dã tỏi hay đứng ở đâu? Như tao đâu mà mắt hắt cả mũi nhễ nhõa như kia, con quỷ sứ. Tôi lỡ chuyện đi. Nan à, nếu mày không lên thành phố theo cái nghiệp ca hát thì mày làm gì hả nhỏ? Tao hả? Ừ thì có lẽ sẽ lấy chồng rồi mở một cái quán nhỏ bên quê bán đồ ăn sáng, với mấy đứa con phụ tao bưng đồ cho khách, kiểu vậy thôi. Ơ, mà nay mày lạ ghê, hỏi toàn câu xến xúa không thể như con quỷ vậy. Thế còn mày, mày định làm gì? Tôi mỉm cười suy tư. Tao hả? Tao cũng chưa biết nữa. Có khi vẫn theo nghiệp này, hoặc có khi tao đã cùng người đàn ông ấy. Câu nói giờ ấy có đôi lúc thực sự là ước mong của tôi sau quãng thời gian từng trải ở đây, lên thành phố để có tiền đóng học phí cho các khóa học thanh nhạc, học đàn, xướng âm. Tôi chạy vậy khắp nơi xin việc, tranh thủ mọi giờ có thể, mọi lúc rảnh. Cả xuyên đêm, tôi còn đi phục vụ các quán bar. Tôi chả có thời gian dành cho chú, kể cả ngày Chủ nhật nữa các bạn ạ. Chân ướt chân đau, tôi cũng được giới thiệu hát trong vũ trường. Tôi nghĩ mãi thế này sẽ không bao giờ mình có thể đứng trên các sân khấu lớn để được ca hát. Tôi tìm đến các công ty giải trí để thử giọng. Một điều khá phũ phàng là họ không cần giọng ca quá xuất sắc, chỉ cần biết khoe và hợp nhu cầu thị hiếu của âm nhạc thị trường là ok. Tôi vốn không phải xuất phát từ điểm như thế, vì tôi luôn tự hào về giọng hát mà Chúa đã phú ban cho mình.
tự tin là không chỗ nào mà không cần đến tôi. Tôi đã làm, sau rất nhiều lời dụ dỗ đường mật, tôi đã sa vào lưới. Lúc đầu nghĩ mình chỉ làm một lần thôi, mà khi nổi tiếng rồi thì không cần phải làm như thế nữa. Tuy nhiên, một khi đã sa vào lầy thì khó mà thoát ra được. Tôi đã bán thân cho những người có thể cho tôi hào quang, thứ hào quang chớp nhoáng và chóng tàn. Để duy trì danh tiếng, tôi được sang tay như một món hàng và thực hiện đúng như bản thỏa thuận để kiếm thật nhiều tiền cho công ty. Tôi chai lì với cảm xúc, thậm chí tôi còn ham muốn, thèm thuồng, dục vọng. Tôi chẳng tha thiết và mặn mà với ca hát nữa. Như một con thiêu thân, tôi kiếm tiền và danh vọng bằng cách bán thân mình. Rồi mọi chuyện kết thúc bằng những tấm ảnh nóng trên mạng và truyền thông đưa tin nóng. Nữ ca sĩ nổi tiếng tham gia đường dây mua bán dâm cho đại gia. Đời tôi chấm hết, nghệ sĩ hết thời. Tôi đã bị HIV, tôi nghĩ chắc do mình bỏ chú, bỏ lễ lên chú phạt. Có lúc tôi trách, sao chú ác thế? Đời tôi đã khổ quá rồi. Trong lúc tôi tận cùng, tôi không thể nào đứng dậy được nữa. Tôi lại gặp Lan, một cô gái nhiễm AIDS nhưng luôn lạc quan. Cô gái quê xóm đạo ấy cũng không có ai nương tựa, cũng có khao khát như tôi là cống hiến giọng hát mình. Nhưng xã hội thì o ép, đưa đẩy vào cái vòng luẩn quẩn không lối thoát. Chúng tôi phải đánh đổi quá nhiều, hy sinh quá nhiều, nếu không nói là tất cả. Nhưng Lan thì khác tôi, cô vui vẻ hạnh phúc, luôn nở nụ cười tươi rói, đón nhận sự mọi sự như thánh ý Chúa. Nó đưa tôi tới nhà thờ, tới Chúa, tới cha giải tội. Nó vực tôi dậy bằng cách đưa tôi đến với những mảnh đời khốn khổ hơn tôi rất nhiều, để tôi thấy mình vẫn còn may mắn, để tôi biết tạ ơn và trân quý mỗi ngày, và để tôi trao ban khi còn có thể. Chúng tôi đến rất nhiều những trại trẻ mồ côi, những nhà dưỡng lão, nhà tình thương để ở lại một thời gian, phục vụ họ cả vật chất lẫn tinh thần. Và có lần chúng tôi được một vị cha già nhưng rất hồn nhiên, dễ thương lắm luôn, mời chúng tôi đến tham dự một tuần linh thao đặc biệt. Chúng tôi đã gặt hái rất nhiều hoa thơm thiêng liêng sau đợt tĩnh tâm ấy. Tâm hồn tĩnh lặng vô cùng, bình an vô cùng. Tôi rất muốn nói lời cảm ơn chân thành nhất đến vị cha già tâm huyết ấy, cũng như vị cha trẻ uyên bác từ Roma để nên hướng cho chúng tôi. Tôi gặp được những người mà tôi chưa quen biết. Rồi trong thinh lặng, mọi người lại trở thành một gia đình thực sự. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc khi có một mái ấm gia đình. Chúng tôi còn thấy ở đó những người mắc bệnh phong đang từng ngày chiến đấu với bệnh tật trong khổ sở, trong cô đơn, trong tuyệt vọng. Vì thế cả tôi và Ngân quyết định quay lại để phục vụ họ một thời gian. Ăn xong cơm trưa, chúng tôi lên xe và đi Quy Hòa. May mắn thay, chúng tôi được các sơ dòng phan sinh cho túc tá túc. Chiều hôm ấy, tôi và Lan đi học hành dọc hành lang để ngắm biển, biển xanh mát và bình yên vô cùng. Những hàng dương lâu năm rợp mắt, chúng tôi nhặt những hạt dương đã rụng quanh gốc, đặt dưới tượng Chúa Giêsu Tử Nạn và tượng Mẹ Maria gần đó như một lời nhắn gửi: chúng con đã về rồi. Tôi định cầm cây đàn guitar rồi tìm một gốc cây nào đó mà ngồi đánh bài nhạc thánh ca và ngân nga. Ở dưới tán cây to có một nhóm bệnh nhân ngồi vòng tròn. Tôi rủ cây Lan gia nhập vào nhóm người ấy. Họ là những người dân tộc Gia Rai đang nằm lại và điều trị thời gian dài. May mắn quá, tôi và Lan đã từng đi tình nguyện nhiều nơi nên có học được một ít ngôn ngữ của họ. Họ đã xa gia đình rất lâu, những cuộc gặp như thế giúp họ vơi đi nỗi nhớ gia đình. Và tôi hỏi họ có biết bài hát Kinh Lạy Cha không. Người thì biết, người thì ú ớ, người thì lắc đầu. Tôi đánh đàn, cây Lan bắt nhịp, chúng tôi hòa thanh trong tiếng vỗ tay nhịp nhàng.
Một người đàn ông đi ra từ cổng bệnh viện, xách theo một bì bánh mì. Người đàn ông ấy không còn đôi tay lành lặn, có lẽ anh cũng là một bệnh nhân. Anh phân phát bánh mì cho mọi người, và khi đến lượt tôi ngẩng đầu. Đôi mắt này tôi thấy rất quen, chính là đôi mắt mà tôi đã lao lòng không thể diễn tả nổi. Đôi mắt ấy từng muốn níu giữ tôi lại và đã muốn nhắn với tôi rằng: em hãy đi và thực hiện lý tưởng sống của mình nhé, đợi ngày trở về. Anh đưa bánh mì cho tôi thẫn thờ. Anh khẽ lay: cô ơi, cầm cho tôi vui đi nhé. Dạ, em xin lỗi thầy. Tôi buột miệng gọi thế. Thầy có vẻ ngờ ngợ khi nghe tôi gọi. Thầy nhìn tôi khá lâu rồi quay sang cái ra. Tôi muốn lấy ngay chiếc còi đen ra, thổi 6 tiếng và nói với kẻ kiêu ngạo trước kia rằng: em không những ổn mà còn rất hạnh phúc thầy ạ. Vì em là một nghệ sĩ hết thời của Chúa đấy. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Rất mong được các bạn ủng hộ đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người được biết.